Danh tính vụ một phần thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương vẫn là ẩn số. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hàng chục tin báo nhưng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân bị đốt cháy ở Bình Dương. Liên quan đến vụ một phần thi thể bị đốt cháy ở bãi đất trống trong khu tái định cư thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Sau gần 7 ngày phát hiện vụ việc, thông tin về lai lịch nạn nhân vẫn là một ẩn số. Theo nguồn tin của Pháp Luật Online, tính đến ngày 31 tháng 5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận khoảng 40 tin báo từ quần chúng nhân dân liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên, sau khi xác minh các tin báo, cơ quan điều tra xác định những người mất tích như tin báo của người dân đều vẫn còn sống. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang nhận được nhiều tin báo từ quần chúng nhân dân. Cán bộ điều tra vẫn đang khẩn trương xác minh để nhanh chóng xác định lai lịch của nạn nhân. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo nhận dạng ban đầu của nạn nhân. Cụ thể, sau khi giám định ADN, kết quả khẳng định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, chiều cao khoảng 1,68m đến 1,7m, chết từ khoảng ngày 15. Cơ quan điều tra thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Bất cứ ai có các thông tin có khả năng liên quan thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Từ thông báo mới nhất này của cơ quan điều tra, công an các xã phường, thị trấn trên địa bàn đang đến từng quán ăn, quán cà phê, công ty doanh nghiệp phát thông báo, nhờ người dân hỗ trợ truy tìm lai lịch nạn nhân. Như Pháp Luật Online đã đưa tin, người dân phát hiện một phần thi thể gồm hai tay và hai chân người trong một túi du lịch bị đốt cháy. Phần bị cháy là mặt trên của túi du lịch và hai chân. Còn lại hai cánh tay, phần đôi bàn chân ở mặt dưới của túi du lịch chưa bị cháy hết. Sau khi vụ việc được phát hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi nhiều thông báo đến quần chúng nhân dân các đặc điểm nhận dạng để tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Đồng thời, thông báo cho người dân toàn tỉnh để ý, kiểm tra các bãi đất trống, bãi rác, khu vực ít người đến để tìm phần thi thể còn lại.